Chào mừng mọi người đến với kênh Bisumi. Và các bạn có biết không, một lúc nào đó, những người xa xứ sẽ luôn có cảm giác mong muốn để trở về quê nhà, đơn giản chỉ là bên gia đình, để quay quần bên bếp lửa, hoặc chỉ là để nấu một cái ấm trà, hoặc là luộc một củ khoai, thì đó là một cái cảm giác rất là ấm áp. Đi qua một cái con phà và qua một cái cầu rạch miễu, và đây chính là con đường để trở về nhà của ngoại của mình. Đây các bạn có thấy không? Một cái cầu rạch miễu rất là đẹp. Và trong video clip ngày hôm nay, Bill chỉ muốn chia sẻ những cái chi tiết nhỏ nhất khi mà trở về nhà ngoại, nhưng mà thật sự rất là vui. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi nhé. Mình thì đang theo cậu Bảy để đi bắt ốc. Mà ốc hôm nay không phải là để làm món gì cả, mà là ốc để cho vịt ăn. Và có rất nhiều ốc trong ao nha. Và đây chính là ốc bu chánh tông. Nếu mà người thôn quê á, thì những cái món ốc như là món ốc luộc sả nè là một trong những cái món khoái khẩu và được ưa chuộng. Hoặc có khi là nấu một nồi bún riêu ốc thì cũng xong một bữa. Quá đã. Rồi thì bây giờ mình di chuyển qua cái ao bên đây. Ao bên này còn nhiều ốc hơn nữa. Đây, chúng ta thấy nè. Bắt tự tay bắt luôn, quay luôn. Tự tay thò xuống bắt. Dạ. Đó, nghe nó cho con dành trước. Ôi trời ơi con nè, con ốc nó mập. Quá trời mập luôn. Mà đáng tiếc hôm nay không phải cho người ăn mà phải cho vịt ăn. Cái này vậy nha, mà mình chịu khó mình gom khoảng chừng 30 phút thôi là được một nồi lớn rồi. Rất là ngon nha. Đây là những cái món ăn dân dã của miền Tây Nam Bộ. Chỉ cần chịu khó đi bắt ốc là một hồi là mình có món ăn rồi. Ở dưới đây cũng có nữa nè. Đây, nó hay đeo vô những cái bập dừa hoặc là những cái rễ dừa xung quanh ao nè. Thì ở đây là ở phía sau vườn của nhà ngoại. Thì xung quanh nhà ngoại thì có rất nhiều cây dừa nè. Rất là mát, buổi trưa ngủ ở đây cũng được nữa nè. Rồi bây giờ chúng ta đi vô nha. Nhưng mà để coi, ở đây cũng còn một vài con. Đây, rất là dễ nha, chúng ta chỉ việc thò tay xuống thôi là chúng ta bắt được khá nhiều ốc. Rồi thì bây giờ là cậu Bảy sẽ về để cho vịt ăn nó ăn ốc. Muốn cho vịt ăn là mình phải đập cục ốc ra là cho vịt ăn nó mau lớn lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên nhà phía trên để xem cái vườn nho nhỏ của ngoại có những cái cây gì nè. Đây chúng ta thấy nè, đây là những cái quang cảnh rất là phổ biến của miền Tây Nam Bộ. Nhà ngoại thì vẫn còn sử dụng bếp củi. Đây. Thì bên hông nhà của ngoại thì còn một cái mảnh vườn xíu xíu nhưng mà trồng đủ thứ cây luôn, tùm lum cây, cây xoài cũng có, chuối cũng có, và những cái cây nhỏ nhỏ cũng có, đặc biệt là có rất nhiều mít. Đây để Bill quay cho mọi người xem cái cây mít nó rất nhiều trái nè, nó cái trái nó đeo từ dưới gốc lên tới trên thân. Đây nó thấy không, rất là ngon. Bây giờ cái mít này làm như nó bị lão rồi cho nên là trái nó còn nhỏ, nó rất là ngọt nhưng mà muối thì ít lắm. Nhưng mà xui cái hôm nay không có trái nào chín. Đủ đủ à? Ở dưới gốc cũng có nữa nè. Để cho mọi người xem nè. Ở dưới gốc cũng có trái. Trái này còn nhỏ. Rồi bên kia cũng có trái nhưng mà cũng chưa có chín. Thường những cái trái non này mình có thể luộc để mà làm những cái món chay cũng được nè. Trong vườn này ha, có tôi đếm khoảng gần một chục gốc mít đó. Từ phía trước ra đằng sau nhiều mít lắm. Đây. Ở phía bên đây có một cái cây bưởi. Đây là cây bưởi lông cổ cò. Trái triệu quả luôn, rất là nhiều nha.
Cái cây này á, thật sự là tuy là trái nhỏ nhưng mà khi mà chín á, là nó có một cái vị ngọt rất là thanh và có độ chua vừa phải. Khi chín á, mình hái xuống rồi mình đâm muối ớt ăn là rất là tuyệt vời. Không, quá trời luôn, phát mê. Bây giờ ở phía sau quên, vẫn còn một cái mít, cái chỗ mà hồi nãy mình bắt ốc đó. Đây, cái cây mít phía sau thì trái nó lớn hơn và nhiều muối hơn, nhưng mà cũng xui là cây này hôm nay nó cũng không có chín trái nào. Rút lá dừa. Các bạn có biết không, cuộc sống ở nông thôn rất là bình dị, thói quen uống trà vẫn luôn được duy trì ở mỗi nhà vùng đồng quê. Thì khổ nổi mình là không biết nhóm lửa, cho nên là mợ của mình phải chụm củi và nấu nước pha trà giùm mình. Và các bạn thấy đó, với những cái quang cảnh trái hiên bên nhà là một cái hình ảnh khó quên với tất cả những người xa xứ. Nó đã tạo cho chúng ta một cái ký ức về một cái cuộc sống yên ả của miền Tây Nam Bộ. Và đâu đó thì dĩ nhiên khi mà chúng ta nấu nước bằng cái bếp củi á, thì có thể khi uống á, chúng ta sẽ nghe cái mùi khói. Nhưng mà cái mùi khói đó nó rất là đặc biệt nha. Hồi nhỏ là Biểu hay uống những cái mùi như vậy, nó cũng quen rồi. Và cái việc nhóm lửa ở bếp củi á, không phải đơn giản đâu nha. Không phải cứ đốt lửa là nó cháy đâu nha. Chúng ta cũng phải biết cách đó. Hiện thời thì các gia đình ở vùng thôn quê miền Tây Nam Bộ vẫn còn duy trì cái việc sử dụng bếp củi. Bởi vì theo nhiều người nhận xét rằng là khi mà chúng ta nấu nướng bằng bếp củi thì những cái món ăn nó có một cái hương vị đặc thù hơn và nó đặc biệt là nó ngon hơn. Đó là cái lý do tại sao mà mọi người vẫn còn sử dụng bếp củi rất là nhiều, và đặc biệt trong những cái dịp mà đám giỗ vân vân, nấu bánh tét hoặc là bánh ít thì chúng ta sử dụng bếp củi thì nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt sau khi mà chúng ta nấu nướng xong á, thì cái phần mà tro than ở trong cái bếp củi á, nó vẫn còn, thì đó là cái lúc mà chúng ta có thể nướng chúng ta nướng một số món như là hột mít, hột sầu riêng vân vân. Và đó là cái lý do mà tại sao đưa nướng hai củ khoai đây. Đây là hai củ khoai mật nha, rất là ngon. Khi mà chúng ta nướng á, là chúng ta phải lựa những cái củ khoai lớn, phải lớn như thế này nè, thì nướng ăn nó mới dẻo và rất là ngon. Còn chúng ta nướng những cái củ nhỏ thì có thể là nó mau chín là chúng ta không biết. Và những cái củ nhỏ thường là nướng không có ngon bằng những củ lớn như thế này. Và trước khi nướng á, chúng ta phải rửa cho thật sạch để cho nó trôi bớt cái phần đất bùn đi. Rồi xong, bây giờ là mình sẽ đưa hai em đó vô trong cái bếp củi để nướng. Và trước khi nướng á, là chúng ta sẽ đợi cho nước nó sôi thêm một tí xíu nữa để uống cho nó đảm bảo hơn. Và muốn nướng là chúng ta phải có cái than để nướng. Và cái than đó là chúng ta sẽ chụm thêm cái miệng kéo dừa nè. Khi mà nó cháy rồi thì chúng ta thấy là nó còn cái than của miệng kéo dừa thì chúng ta có thể sử dụng để nướng khoai. Đó, chúng ta cái việc đưa nó vô để cho nó cháy. Nhà ngoại thì củi nhiều lắm, cho nên là
không có sợ thiếu củi. Miệng gáo cũng vậy nữa, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một vài bao để mà có gì có than để nướng. Đây, ở bên trong cái bao này có rất nhiều miệng gáo nha, chụm suốt luôn, không hết luôn. Đây, lúc nào cũng để dành để có gì mà chụm để lấy than để mà nướng đồ, hoặc là chúng ta nấu bằng miệng gáo nó cũng nấu rất là lâu. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu mà mình nướng hai cái củ khoai. Lửa vẫn còn cháy nhiều quá, phải dập cho lửa nó tắt đi. Rồi. Và mọi người cũng lưu ý nha, khi mà chúng ta nướng khoai á, khi mà lùi cái củ khoai xuống cái phần tro than á, chúng ta phải ngồi canh nha, chứ không thôi là một hồi nữa là nó bị cháy khét mà chúng ta không hay. Ở trên Sài Gòn thì chúng ta vẫn thấy người ta bán khoai lang nướng, nhưng mà người ta nướng là ở trên một cái vỉ sắt. Còn ở quê thì thường là chúng ta sẽ lùi nó vô trong cái phần tro than như thế này thì nó mới đủ cái độ nóng để mà nó chín vô bên trong với cái củ khoai. Và cũng xin chia sẻ nha, đây là lần đầu tiên mà Bill ngồi Bill nướng khoai á. Nhỏ lớn chưa có nướng khoai, không biết là thành phẩm như thế nào đây. Đây bây giờ nó đã chín rồi nè. Bây giờ thật sự là cũng không biết là nó chín hay chưa nữa, tại vì thấy một bên nó đã thấy nám nám rồi nè, một bên thì nó vẫn còn ẩn cái màu đỏ của củ khoai. Rồi ngồi chờ thì cuối cùng thì than nó cũng đã tàn rồi, và khoai thì nó chắc nó cũng đã chín rồi nè. Và bây giờ mình sẽ lấy khoai ra để mình thưởng thức xem. Bây giờ khoai nó vẫn còn nóng thì khoai lang nướng mà ăn nó lúc còn nóng mới ra lò thì chắc là rất là thơm và ngon. Bây giờ nhìn cái hai cái củ khoai đó biến dạng, không biết là bên trong như thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên nha, lần đầu tiên nướng khoai chưa, mà sao bây giờ nướng xong mà thấy nó sao sao á, thấy nó lạ lạ. Thôi trước sau gì thì cũng ăn, thôi giờ khinh vô, đem vô nhà cho mọi người ăn để coi coi nó thành phẩm ra làm sao. Chắc ăn được. Trời ơi, thành cục than rồi. Cái khoai này nó dẻo lắm cho nên không có đợi mềm được, tôi quên nói. Vậy là khôi mà bảo đảm mày hư rồi. Hư? Không phải, nó quá, nó khôi. Cái khoai này nó khét nó rồi. Cái khoai này nó dẻo. Nó chắc. Quá chín luôn rồi. Quá chín nó cháy hết rồi. Nè, mọi người coi nè, Bill nướng nó chín đến mức độ mà nó khét, nó trở thành than luôn. Bây giờ nó cứng nhắc à. Cùng lắm mà ăn được cái lỗ nhỏ nhỏ bên trong nó cũng thơm lắm. Nói chung là nhìn hai củ khoai mà rất là đau lòng nha. Ráng lắm thì chắc ăn được chút chút, nhưng mà coi như là rút kinh nghiệm lần sau. Quan trọng là không khí quay quần bên nhau là cũng vui rồi. Và video clip đến đây là hết rồi. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Mình là Bill Simi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.